bây giờ mình đi ăn. Đâu mà tin tao đi, cồn ngon chỉ là mày tốn tiền thôi, chứ không làm mày quên được mấy chuyện buồn đâu. Nhưng nếu mày vẫn muốn quên á, thì tao cho mày hai lựa chọn. Một á là giải bài tập trung học phổ thông quốc gia toán mà tao bắt trong ba lô. Hoặc là hai, ăn gì đó hận cay. Giờ thì cầm đi, cho tính tiền giúp tao một cái. Thời gian qua vui, nhưng Khải đã suy nghĩ kỹ. Em muốn giữ mối quan hệ này lại để tập trung vào những mối quan hệ có sẵn. Em mong mình vẫn có thể là bạn. Mày nghĩ sao? Tao không chắc nữa mày, nhưng mà chia tay rồi ai lại đi làm bạn? Phức tạp. Không. Ừ, đúng là không thêm quay lại được. Nhưng mà ý tao muốn hỏi ở đây là những mối quan hệ có sẵn. Cái đó tao cũng không rõ nữa mày. Chắc một số người không thực sự tin tưởng, đáng tin tưởng như mày nghĩ đâu. Mày nói gì cơ? Xin lỗi. Người không thực sự tốt như mình nghĩ. Tao không hiểu mày đang nói gì đâu à. Hay là mày cố tình không hiểu? Nè Tâm, nghe tao nói nè. Hạ với mình á, lúc nào cũng như gia đình với nhau đó. Hạ luôn đến đúng giờ cho mấy buổi tập của mình. Hạ luôn đóng góp cho kịch bản của mình. Đôi khi Hạ còn đang hát cho mình nghe nữa. Tao biết là mày không có mối quan hệ nào tích cực với xã hội. Nhưng mà mày đừng có suy nghĩ thế giới như đó được không? Vở kịch đầu tiên, mày với Hạ, ai vai chính, ai vai phụ? Tao vai chính, Hạ vai phụ. Vở kịch thứ hai, mày ai vai chính, ai vai phụ? Tao vai chính, Hạ vai phụ. Và vở kịch hiện tại, ai vai chính, ai vai phụ? Tao vai chính. Mày vai chính, Hạ vai phụ. Này Đông, tao, mày không sai khi nói tao có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống. Nhưng chắc gì cái nhìn của mày về Hạ đã là cái nhìn toàn diện nhất chưa? Từ cái ngày trao vai á, Hạ tìm đủ mọi lý do để mà từ chối những buổi tập. Tao thấy cái gì đó không ổn rồi Đông à. Lỡ như Hạ không thực sự tốt như anh em mình nghĩ thì sao? Dù sao, tao cũng tìm được lý do thật sự của Hạ rồi. Tụi mình chỉ là con rối để mà Hạ lợi dụng. Lợi dụng? Đúng rồi, ai lại chia tay để tập trung cho một mối quan hệ khác? Thằng em tao nó còn tìm được lý do tốt hơn đó mày. Để tao paraphrase lại cho mày hiểu nha. Đâu mà, vì cậu không cho tớ vai chính nên tớ sẽ bỏ rơi cậu từ đây và mãi mãi. Tớ sẽ tìm một nơi nào đó khác có thể cho tớ cái fame, cái sự chú ý đó mà cậu không bao giờ có thể cho tớ được. Mày im đi, không tin những lời mày đâu. Bước vào kịch đi, không hẳn nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Đông. Đông.
phút này khi nắng treo trên vòm cây, ta có nhau trong vòng tay. Nào ai biết sẽ có một ngày tỉnh giấc sau cơn ngủ say, trái đất chưa ngừng quay. Ta đã qua bao đổi thay. Tao đã để ý rồi nha. Từ ngày con Lan ngồi cạnh mày, không ngày nào mà cái mặt này không bần thần. Nói thật với tao đi Tuấn, mày thích nhỏ đó rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Phạm Minh Hải Hoàng, đây là lần cuối tao sẽ nhắc cậu rằng cái lời của chúng ta không thoại như thế. Nó phải là... Đúng rồi. Cậu có thể cho tao một chút sự ngại ngùng được không? Đúng rồi, đúng rồi. Cậu ra ngoài nghỉ cho tớ một chút đi. Đây Tâm. Cho ta xin lỗi. Tối hôm đó ta đã mất bình tĩnh và đưa ra một quyết định rất sai lầm. Bởi kinh này thật sự rất quan trọng với bọn mình, nên tao mong mày có thể tha thứ và cho tao quay lại dự án này nha. Được chứ mày, bây giờ kịch đang cần mày hơn bao giờ hết đó. Nè Hoài, cậu có thể quay trở lại làm hậu cần rồi đó. Đi. Đã có tao lo. Lo là lo như thế nào? Thì mày có nhớ cái ngày mà mày đột ngột bỏ kịch ra đi không? Thì ngay sau đó tao với câu lạc bộ đã mở ra một buổi casting nam chính và nữ chính mới. Về nam chính á, mày không thể bị thay thế đâu mà. Nhưng mà về nữ chính, thì tao đã tìm được một ngôi sao rồi mày. À, cảm ơn vì mày đã hỏi. Xin giới thiệu với mày Thu. Chào anh, em là Thu, thành viên mới câu lạc bộ mình. Chào em. Hay là mình tạm ngưng việc giới thiệu ở đây đi, rồi diễn thử xem, có khi đó là cách giới thiệu hay hơn sao? Ý kiến hay ha. Nhưng mà nhưng mà mày quên lời thoại. Không, tao viết kịch bản đó mà. Tao thuộc lời thoại và từng cử chỉ nhân vật luôn. Thế còn đợi gì nữa? Cảnh 6, 5 phút nữa. Mọi người vào vị trí. Lấy cái ghế từ trên sân khấu xuống. Nhanh cái chân lên. Diễn. Ủa? Hay là nghỉ xíu được không? Chứ ngồi ngoài tụi em mong quá à.
có nên ăn gì đó không ta? Được chứ. Vậy giờ mình đi mua nước hay là mua đồ ăn đi? À, tôi biết rồi, có một quán mì mà Hải chỉ tôi gần đây nè, chắc giờ đã lỡ đâu người đó. Hả? Đông có thấy đói chưa? Tôi cũng thấy hơi đói. Bảo ăn gì hả? Tôi thấy có một quán mì ở chỗ này có vẻ ngon lắm, hay tụi mình đến đó thử đi. Thằng này cáp Đông, mày làm cái gì ở ngoài vậy? Đừng có làm như vậy nữa. Ok, cho mày 5 phút đi nữa mà, rồi mình ra diễn tiếp. Ta đã thấy Hạ. Mày nói mày đã gặp Hạ. Không, ta đã thấy Hạ trong đôi mắt của Thu. Lúc mà tao với Thu đang diễn bài, khi nhìn vào đôi mắt của Thu, tao đã thấy tình yêu và mỗi thất vọng. Mỗi thất vọng. Cuộc đời thất vọng lắm đâu mà. Thất tình, trầm cảm, áp lực, nó bình thường lắm. Mày có bao giờ tự hỏi tại sao cái vở kịch mà tụi mình làm được có kết thúc có hậu? Tại vì đâu mà, từ khi thành lập TV Drama, mình luôn muốn đem tới cái sự hạnh phúc, mình luôn muốn mang tới niềm tin cho mọi người. Đó là lý do mày cần phải tiếp tục diễn đâu mà. Mày không chỉ mang lại hy vọng cho mọi người mà còn mang lại hy vọng cho chính mày nữa. Nên tin tao, bây giờ dốc hết can đảm ra ngoài kia là một trận ra trò, ok? Tao nghe tiếng nhạc ở ngoài, tao nghĩ là hình như ban nhạc tới rồi. Ra thôi mày. Nghe kỹ nè Đông, trước khi ra ngoài gặp ban nhạc có hai cái tên mày cần nhớ. Khoa là thằng chơi guitar, Dũng chơi piano, nhiều đó thôi, ok? Chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay. Chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này. Em say mê nói về anh ta, vì cuộc hẹn hò ngày hôm qua, người mà luôn làm em ngạc nhiên với những món quà. Cứ như rằng mình sẽ vui khi em nói có người mới, thế nhưng trong lòng chơi vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồi. Chỉ là một giây
buông tay, giờ đành lỡ nhau cả một đời. Em có thêm một anh sao, tôi mơn bầu trời. Muốn nói tôi vẫn còn yêu em, muốn xưa đây đôi bờ vai em. Muốn nói em ơi đừng đi vì nơi có anh ta đang đứng chờ. Muốn nắm tay em một lần nữa, cùng quay về lại con phố xưa. Nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa, em đã quên chưa? Ồ, có sao? À, tôi là Khoa. À, tôi sắp tới tôi sẽ quản lý mảng âm nhạc của kịch mình ha. Thì nhân tiện luôn, tôi là đội trưởng của ban nhạc The First. Ồ, bro, lâu chưa gặp. Ra ngoài nói chuyện xíu nha. À, ok. Ai vậy hả? Tại sao Hà lại có mặt ở với kịch của Đông? Vì tôi hát chính cho ban nhạc. Từ khi nào? Được một khoảng thời gian rồi. Từ lúc bọn mình chia tay? Trước đó nữa. Nhưng mà mình đã chia tay nhau rồi, tại sao đâu còn quan tâm tới Hà làm gì? Tại sao Hà bỏ Đông, tham gia vào một câu lạc bộ khác trong trường, còn quay lại kịch? Hà có ý đồ gì đây? Hà không có ý đồ. Hà muốn tiếp tục lợi dụng bọn tôi. Lợi dụng? Nó nói gì vậy? Hóa ra mấy hôm nay Hà đã đến câu lạc bộ này chỉ được đóng chính, nếu không được thì bỏ đi. Đông im đi, Hà không có ý đồ, không có lợi dụng gì đây cả. Đơn giản là Hà không còn thích Đông nữa. Đúng thật là lúc ở bên Đông, Hà cảm thấy yên bình lắm. Nhưng đây là đời thực, không phải là chuyện cổ tích đâu mà. Mọi thứ không thể dừng lại một cách tốt đẹp chỉ sau một đời tỏ tình được. Vậy mà Đông lại quá thụ động. Đông chẳng quan tâm đến Hạ mà chỉ cặm cụi vào vở kịch. Hạ buồn lắm Đông biết không? Hạ nghĩ rời kịch là cách tốt nhất để tụi mình đỡ phải khó xử rồi. Dù sao Hạ cũng đã chọn bước tiếp rồi. Đông kệ Hạ đi. Ra đâu anh? Em cũng ngưỡng mộ chị Hạ lắm. Vừa học giỏi lại còn hát hay nữa. Mà chuyện chia tay chắc phải khó với anh lắm hả? Một thằng bạn cùng lớp đã là em say nắng. Một tên đẹp trai, học giỏi, vui tính. Biết là không thể giấu mãi nên em đã lấy hết sự dũng cảm để nói ra nỗi lòng của mình. Em không nghĩ là mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh. Mặt của bạn ấy còn hiện rõ lên sự bối rối. Nếu như bạn ấy đủ dũng cảm để từ chối thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc ngay tại đó. Nhưng không, tụi em lại bước vào một mối quan hệ mập mờ. Một tuần rồi hai tuần trôi qua, bọn em đã rất tích cực tìm hiểu nhau. Em cứ ngỡ đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời mình và đã hy vọng rất nhiều mối quan hệ này. Vậy mà một thời gian sau đó, bạn ấy lại thích một bạn nữ khác. Từ khi nào em không biết. Em chỉ biết một điều là khoảng thời gian bạn và em dành cho nhau ngày càng thưa dần
và Thư Dũng. Và rồi sự chia ly đến nhẹ nhàng một cách đáng sợ. Em đã chìm vào tuyệt vọng ngay sau đó. Bởi vì đâu mà em nghĩ mình chưa sẵn sàng để yêu. Ý em là anh chưa sẵn sàng để yêu? Không, ý của em là sau một mối quan hệ thất bại, thay vì anh cứ dằn vặt bản thân mình, thì tại sao anh không thay đổi để hoàn thiện hơn cho mối quan hệ sau? Chị Hạ nói anh thụ động, vậy bây giờ anh hãy chứng minh cho chị Hạ thấy là chị đã sai đi. Hãy bắt đầu từ đây. 17 trang trong tay anh là giấc mơ vàng của mọi đứa học sinh. Cầm lấy nó. Hoàn thành tốt của kịch này, anh không chỉ làm bản thân mình tự tin hơn, mà anh còn là niềm cảm hứng của rất nhiều người. Trong mày như mới vừa tìm được chân lý của cuộc đời á. Hà vẫn sẽ hợp tác với bên mình. Không biết mày có đồng ý với quyết định đó không Đông? Vậy thì bây giờ tụi mình có hai cách để quên đi nỗi buồn. Một là đi giải bài tập tích phân. Còn hai, tụi mình đi tập kịch thôi. Đi. Vừa nói. Rồi rồi rồi. Mọi người vào vị trí, tất cả im lặng. Kẹt xe quá nên tôi tới hơi trễ. Ông đợi tôi lâu chưa? Ha, à, tôi cũng vừa mới tới hả? À. À, nhưng mà tôi có tôi có một cái này bất ngờ cho ông. Ta-da! Biết đây là cái gì không? Nhĩ nhập học bên Úc của tôi á. Thấy tôi giỏi chưa? Yeah, ổn nha. Bà phải đi du học hả? Đương nhiên là phải đi rồi. Bộ, ông muốn tôi đi hả? Đó, có đâu? Trời ơi, tôi rất tự hào về bà luôn á. Vậy bây giờ mình ăn nha, đi tôi bao. Ok. Được. Bây giờ chỉ còn hai cảnh nữa thôi. Vào tập thể với Thu. Tốt nhất là đừng có chạy á. Anh học lại đi. Ok. Ok. Từ ngày bà đến. Tôi cứ ngỡ như là mình đã gặp được người bạn tâm giao tuyệt vời nhất cuộc đời mình. Bởi kênh này là công sức của biết bao nhiêu người. Nó không thể vì lý do cá nhân mà tụi mình
bỏ bớt được một cách dễ dàng như vậy được. Mày đã tốn bao nhiêu thời gian mới có được ngày hôm nay? Tôi có cái này muốn tặng cho bạn nè. Nhưng mà sinh nhật của tôi qua tuần trước rồi mà. À, tại vì hôm sinh nhật bà tôi có làm trước rồi nhưng mà tôi quên tặng à. Nên là của bạn nè. Cảm ơn nha. Bà thử đi, biết đâu bà hết cái món quà này á. Trời, quà ông tặng cái này chứ muốn của tôi. Thì kể từ cái ngày bà đến á, tôi cảm thấy như là mình đã tìm được cho mình một người bạn tâm giao tuyệt vời nhất của đời mình rồi. Nhưng mà mọi chuyện nó dần đi xa ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Và bà không chỉ còn là một người bạn bình thường nữa, mà bà còn là một bánh ghép không thể thiếu của cuộc đời tôi. Nắm tay của bà, mỗi khi tôi nhìn bà, nó đều cho tôi một cảm giác thoải mái. Và nụ cười của bà, nó giúp chiếu sáng cái cuộc đời tăm tối của tôi. Nhưng mà tôi không thể nói là nếu mà bà không thích thì bà đừng nói. Nhưng mà bà có thể cho tôi một cơ hội nha. Đây sao? Anh ơi. Bà, các bạn của tôi à, thứ tình yêu cần chính là sự chân thành. Nên nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói ra hết tất cả những tình cảm bạn dành cho họ. Vì ở sau này vẫn còn cơ hội để mà nói nữa. Và vở kịch của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem. Y me da muy